Hai, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay là cái vàng này là em đang lên vàng cá đồng đó anh em. Đấy, quay cho anh em mình xem cá đồng trước nha. Quá chị đẹp anh em ơi. Đây, đây là hai con đồng kỳ son nè anh em. Em mới vừa làm cái vàng đèn lại mà bây giờ nó sáng cực kỳ, sáng nó cực kỳ đẹp luôn. Nó hiển thị lên con cá mình rất là phê luôn anh em. Đây, đấy. Rồi, nó chưa bắt nét, nó chưa bắt nét lại gõ anh em. Đấy, đây này, con bên đây mới đẹp nè. Con này không phải kỳ son nhưng mà nó đẹp. Em thấy không? Tuyệt vời chưa? Mấy con này chỉ có 30 bé thôi anh em, 30. Mấy bé size nhỏ hơn xíu là 20. Trời ơi, nó tuyệt vời anh em ơi. Cái này phải cái độ sáng nó lên một xíu nữa thì thôi luôn. Khỏi phải nói như bé cá này luôn anh em. Trời, bé này nè, bé này mới rồi là tuyệt vời nè. Đây nè, anh thấy không? Đây, bé 20 nữa nè. Quá là đã luôn. Nhìn cá nè anh em ơi. Nhìn nó hơi bị chiến luôn á nha. Cá này nó hơi bị chiến luôn. Anh em thấy không? Hầu như là con nào nó cũng sung hết chứ. Hầu như con nào nó cũng sung hết chứ anh em. Nếu anh em nào muốn mua cá di động á thì kết bạn qua Zalo 0777082821 nha. Để mình có thể sở hữu những bé ly di động như thế này nha anh em. Trời ơi nó đẹp. Khỏi phải nói luôn. Anh em thấy không anh em? Nhìn nó tuyệt vời chưa? Tuyệt vời, không hơn cả chữ tuyệt vời nữa. Đấy, hồi sớm là có một bạn một em lại đây mua là bắt một con cá cho này rồi anh em. Đấy, một con cá 20 thôi. Nhưng mà cá này mình lên vàng này cá cho nó đẹp. Em phải nói nó đẹp. VIP Pro Map luôn. Không con gì nó đẹp bằng hơn anh em. Thấy không? Những cái nọ chỗ này là có nước lá bàn, nước nó bàn mà nước nó bàn chưa ra rồi nước em sử dụng nước thuốc cho nó là em sử dụng Super One đó anh em. Anh em nào mà hiện tại mà đang lên cái đồng thì mình lên Super One thử coi. Có thể ok hay không? Super One cộng lá bàn. Đấy, hai thứ này nó giúp con cá mình khá là khỏe, khá là sung. Đấy, anh em nào mà chưa có lên cá lia mà nó chưa sung thì anh em có thể áp dụng cái thứ đó giùm em nha. Thử coi nó ok hay không nha anh em. Ở bên em có bán Super One là 30 một chai. Nếu anh em nào có nhu cầu thì có thể mua bên em luôn. Rồi còn cái này nè. Con cá này mang trắng luôn anh em, ghê thiệt. Mang trắng luôn, ghê không? Không phải mang đỏ nha. Đây này mang đỏ nè, cái này mang đỏ nè. Cái này mang trắng trắng luôn anh em. Kinh thiệt. Đó giờ mới thấy mang trắng nha. Rồi, ok. Thì bên đây là cán vàng cá lia đồng Việt. Còn bên đây là dòng cá lia đồng Thái nè anh em mình. Đấy, để em qua bên đây em show cá lia đồng Thái cho anh em mình xem nha. Ở đây là ma hai chai, đây là Allen. Đấy, qua đây là Allen nè anh em, đây là Allen. Đấy, đó là ma hai chai. Thì ma hai chai thì nó chưa lên màu anh em, nó phụ một xíu nó mới lên màu. Tại cái loại này thì nó cũng hơi tồn tơ một xíu đó. Còn Allen anh em thấy không, Allen, những con Allen nó lên rất là đẹp, quá là xịt sờ luôn. Thấy không, một hồi nó phụ lên một xíu nó mới lên màu, nó đẹp lắm anh em. Đấy, đồng Thái thì lên đuôi tim đồ này kia, nhìn nó khá là chiến. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua mấy con cá lia đồng này á thì có thể bấm vào kết bạn qua Zalo 0770082821 để mình được sở hữu những bé cá lia đồng này anh em. Đồng này đồng Thái nè anh, thấy không, quá trời đẹp luôn. Đuôi tim đàng hoàng nha, đuôi tim đàng hoàng nha anh em mình. Đấy, nó lên màu full màu, trời nó đẹp, phải nói là hơi bị xích sắc con của Google Map luôn anh em. Anh em thấy không, quá là tuyệt vời luôn. Đây, con này nè, con này sẽ to nè, con này đồng Thái sẽ lớn nè. Đấy, đây là ma hai chai. Đấy, anh em thấy không, trời ơi tuyệt vời không, thấy ghê không anh em, thấy ghê không, sung ghê không. Đấy, quá trời đã luôn. Anh em là có mua thì báo với em nha. Bên đây là đồng Việt của mình, đồng Việt của mình thì thôi luôn, khỏi phải nói, nó đẹp, phải nói là tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em. Đây nè, trời ơi, hai con này nè, nó vừa chỗ này nó vừa sáng nè, vừa sáng vừa gõ mà con cá nó vừa đẹp nữa thì thôi luôn. Mình còn gì mà mình không bắt tụi nó về chơi nữa phải không anh em. Kết bạn qua Zalo ngay 0770082821 để sở hữu những bé cá này như thế này. Trời ơi, phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn, nó đẹp xuất sắc, nó đẹp tuyệt vời, đẹp không còn gì để chơi luôn anh em, không còn gì để chơi nữa anh em. Là chơi là tôi giận à. Đó,
Đây, em là kết bạn qua Zalo 0702821 nha, hoặc là có thể lại chỗ em để mua nha anh em. Chỗ em thì là ở Củ Chi. Nước mía Dừng Cao anh em cứ search lên nước mía Dừng Cao thì anh em loại chỗ em thôi. Đấy. Chỗ em thì hiện tại đang lên mấy con cá đồng này trên keo này cho anh em ngắm cho nó đã. Đồng đồng hai vàng, bây giờ là không chơi beta trên keo này nữa, trên trên hồ nữa mà chơi đồng trên hồ anh em. Đồng hồ. Người ta gọi là hồ đồng. Quá đẹp luôn. Không còn gì để nói nữa anh em. Đây nè, chỗ nó đẹp tuyệt vời, tuyệt đẹp xuất sắc luôn. Đẹp dã man luôn. Rồi, ok nha. Rồi, ok anh em mình ơi. Bây giờ thì em sẽ quay một xíu bên TikTok bên kia. Đó, bên TikTok bên bên xíu bên shop cho anh em mình nhiều đó anh em mình xem, có thể lướt lướt anh em mình xem nhiều xíu nha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Nếu mà anh em mình có nhu cầu mua cá thì kết bạn qua Zalo 0707082821 nha anh em. Bye bye anh em nha.